livestream của anh Trần Siêu và có thành fan Thanh Giản đấy, nên là nói xấu Bác À. Hồ và nó nói Bác Hồ là người tàu đấy. Và cái luận điệu này đấy, nó kết bạn rằng là nó là cái luận điệu của chống cộng cực đoan tại hải ngoại và một số thành phần dân chủ Rồi. của trong nước này, chúng tuyên truyền là Hồ Chủ tịch là người tàu, mà cái Rồi. bài của chúng nó là cái bài tất cả những người lãnh đạo của đất nước Việt Nam trước kia hiện nay chúng đều cho là người tàu và tình báo Hoa Lan Người tàu ấy đấy. à. Đấy, Nó lại thế bảo thì báo công an là đã công nhận là Bác Hồ là người tàu rồi chứ, mẹ cái thằng này nó xuyên rồi, tạc vô ok. láo như thế à. Nếu mà công nhận là người tàu ấy thì báo cáo với các bạn như này này này, hiện nay dân số Việt Nam ấy hoàn toàn là lai tàu đấy, chứ người giao Đúng. chỉ chúng ta còn rất ít, những người giao chỉ gốc Việt, bởi vì 1.000 năm đô hộ của giặc tàu cơ mà, đấy. 1.000 năm đô hộ của giặc tàu, thì người dân tộc Việt Nam chúng ta là lai tàu rất là nhiều, bản chân chúng ta bây giờ bản chân người giao chỉ nó khác. Thế còn trả lời cái Phan Thanh Giả như thế này này, thực dân Pháp nó không ngu và đế quốc À. Mỹ nó cũng không ngu đấy. Hỏi lại chúng nó rằng Hồ Chương là ai, thiếu ta Hồ Chương là người nào, là người nào Đúng đấy, sinh ra ở đâu, sinh ra và lớn lên ở đâu thì biết được Hồ Chủ tịch chúng ta là ai. Và cái nhất cái thứ hai đấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi lên đường tìm đường cứu nước, người đã sang Pháp và người là một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp. Và đến năm 1945, chúng ta cướp chính quyền từ trong tay Nhật. Và năm 54, chúng ta trong 9 năm kháng chiến, chúng ta thắng giặc dân Pháp. Mà Bác đã từng sang Pháp, nhé, là người hoạt động bên Pháp mà đã từng sang Pháp, đã được các đồng chí của Đảng Cộng sản Pháp tiếp đón. Chắc nghĩa là Đảng Cộng sản Pháp họ ngu đến mức độ họ không biết biết là Nguyễn Ái Quốc là ai, thiếu Nó tá Hồ Chương là ai. Chính là bảo luận là điệu xuyên tạc của bọn chúng, chân đá vào mồm. Và thứ hai nữa là đế quốc Mỹ nó không ngu, đúng không? Johnson, Nixon, Reagan, Ford họ không ngu, và các cơ quan ngoại giao của Mỹ nó cũng chả ngu. Mà là hơn nữa là bè lũ tay sai bán nước của Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Thục và Nguyễn Văn Thiệu, những tình báo của chế độ ngụy quân ngụy sừng Sài Gòn của CIA nó có ngu đâu. Đấy. Tại sao nó không 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 nói là Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tàu ngay từ khi thời gian chúng ta hay còn kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ? Chính bọn nó xuyên tạc mức độ như thế thì mới thấy rõ được cái bản chất điêu toa cái thằng và Thái cái Bình thổi nhá, phồng bóp tao méo chửi cho góc mày biết nhìn của này tay người. nhá, xin và xin xin chào anh cho phút tôi nói với thằng Thái Bình này, này nó xúc phạm Bác Hồ, tao nói cho mày biết này, mày là người không phải là người Việt Nam, tao nói thẳng khẳng định kể cả mày là người trong nước đi chăng nữa mày cũng không phải là người Việt Nam. Lời nói của tao nói cho mày ba biết một câu này này, Bác Hồ là một con người thực sự. Đấy, là một con người thực sự, là một người bình thường như những người khác. Nhưng mà công lao và đức độ của Bác Hồ thì còn hơn Chúa hơn Phật. Mày không phải là người Việt Nam cho mày mới nói Bác Hồ như thế. Tao xin nói chửi cho mày câu thế rồi tao lốc mày luôn, cho mày lần sau không bao giờ vào với tao nữa. Đấy. Lốc mày luôn, xin cho rồi, xin mời anh. Tôi lốc luôn rồi. Thì chúng ta phải nói rằng cái bè lũ ngụy quân ngụy quyền tay sai bán nước, chế độ thực dân Pháp, chúng ta phải công nhận chúng nó mắt mù à, chúng nó không có đủ tài năng để nó nhận biết đấy là người Trung Quốc à. Mà chúng ta phải nói này, chúng ta bắt chiếc người trong nước, chúng ta giờ bắt chiếc Lâu ở rồi, dưới lâu miền rồi. Trung nó rất khó. Đừng nói là người Trung Quốc mà sang nói tiếng miền Trung như bác. Đấy, biết rõ lịch sử gia đình nhà bác như thế. Để nói cho chúng mày biết thế, để chúng mày đừng có xuyên tạc. Chúng mày xuyên tạc ấy, chỉ những cái thằng đầu đường xó chợ nó mới Lâu nghe lâu thôi. rồi à, lâu thằng Thái Bình Chứ rồi. còn dân Việt Nam, chúng ta không ai nghe đâu. Không ai nghe đâu. Chứ chúng mày đừng có mà cái giọng điệu như thế. Nếu chúng mày ấy muốn đặt đổ Đảng Cộng sản Việt Nam ấy thì chúng mày tìm vào những cái đường nối
chủ trương, chính sách, cái đường đi nước bước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xem hiện nay lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có đi sai cái đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay không? Chúng mày lên án, có khả năng để người dân người ta nghe được một chút. Chứ còn chào cô Tài Nguyên. Đấy. Chứ toàn dân Việt Nam chúng ta biết, dân Việt Nam, 90 triệu dân Việt Nam này, chúng ta có ngu đâu. Chúng ta không ngu. Mà chúng mày ở nước ngoài ấy, Không chúng biết mày chỉ là cái hạng đó là 10 chia sẻ được hay không, không biết. công dân hạng 3, hạng 4 của Mỹ mà thôi. Mà chúng tao chỉ coi chúng mày là một người nước ngoài nói tiếng Việt. Chúng mày chả có một cái trách nhiệm gì, một cái nghĩa vụ gì để xen vào tình hình kinh tế, chính trị nội bộ. Này Bảo Ngọc này, không phải kể chuyện, đấy người ta nói được sự thực đấy, chúng mày có nghe không? Của đất nước Việt Nam cả. Một công dân hạng 3, hạng 4 của Mỹ mà chúng mày không đấu tranh cho quyền lợi của nước Mỹ, phải đấu tranh cho quyền lợi của người dân Việt Nam, một sự vô lý thế. Vì lý do gì, vì mục đích gì mà chúng ta chõ mõm sủa về đất nước Việt Nam, can thiệp vào tình hình chính trị nội bộ của nhân dân Việt Nam chúng ta? Chúng ta nên biết rằng tất cả những người Việt sang Mỹ, người ta làm ăn, ăn ra làm nên hoàn toàn người ta hướng về đất nước, người ta yêu quê hương đất nước, yêu nơi chốn rau cắt rốn, nơi có mồ mả cho người ta. Chỉ có những thành phần ngu muội làm không nên ăn, quay lại cắn lại đất nước mình, quay lại cắn lại dân tộc ta sinh ra mình. Chứ còn các ông xem ấy, chúng mày xem ấy, cái những thành phần người Việt ở hải ngoại, người ta có những doanh nghiệp, những công ty, người ta có bao giờ người ta nên người ta nói xấu đất nước hay không? Hay là người ta muốn tham gia góp ý với Đảng Cộng sản Việt Nam À Hàn, xây đang dựng Hàn quê đấy hương? anh nha, cái phá chân. Và trong này tôi Anh Văn nói Thanh bị bắt lại. hết năm này đến năm khác là Cộng sản sụp đổ. Ta thử hỏi chúng mày rằng nếu mùng 2 tháng 9 hoặc về vào mùng 4 tháng 9 năm 2018, nếu Cộng sản không sụp đổ, chúng mày cái treo cổ bố chúng mày đây, chúng mày chết không? Có dám không? Thằng nào dám treo cổ đây? Có một thằng chúng mày dám treo cổ bảo lời tiên đoán của tôi sai, tôi treo cổ tôi tự tử. Tuần tiết đi. Cho chúng ta xem nào. Có dám không? Hết, chúng ta hết tuyên truyền là mùng 8 tháng 8 năm 2018 Cộng sản sụp đổ. Vâng, thợ đang Hàn Xong bây đấy giờ đến ngày 2 tháng Hoàng 9, Yến ạ. đến mùng 4 tháng 9 năm 2018, chỉ còn hơn một tuần nữa thôi. Nếu như Cộng sản Việt Nam không sụp đổ, một cái cuộc biểu tình không nổ ra rầm rộ, chúng ta treo cổ một chết một thằng cho tao xem. Dám ơi. Tân Thái Ben đi Trương Ben đi chột các ngoại trên đời, cái mặt dỗ tổ bầu ấy. Rô xe đào rồi là Đào Minh Quân, Đào Tụt Quần các ngoại trên đời. Chúng mày một thằng thôi, chỉ cần chúng ta chỉ cần một thằng thôi chúng mày treo cổ thôi. Còn tốt nhất là chúng Không, mày nên làm tốt. chúng nói là mùng 4 tháng 9 này chúng nó không lật đổ được cộng sản thì chúng nó chui hết vào trong hầm cầu chúng nó ở đấy. Chúng mày ấy hãy làm tốt cái trách nhiệm của một công dân của đất nước Hoa Kỳ đi, nơi chúng mày đang sinh sống, mà con cháu chúng mày sẽ đời đời kiếp kiếp ở đấy, xây dựng đất nước Mỹ cho nó đẹp đi. Còn vấn đề thứ hai nữa là chúng mày nên xây dựng một cái cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại cho nó ra hồn, đừng để cái cộng đồng khác người ta chửi vào mặt chúng mày ra. Chúng mày thấy cái cộng đồng Trung Quốc nó sang Mỹ hoàn toàn là trong cái cuộc cải cách văn hóa của Trung Quốc, cái cách mạng văn hóa Trung Quốc nó sang. Bao nhiêu năm nay họ bao giờ họ nói xấu Tổ quốc họ hay không? Có xuyên tạc đất nước họ hay không?
mà sao chúng mày là cái loại gì, cái giống gì mà để đi còn là xuyên tạc nói xấu đất nước của mình. Còn ngày xưa chúng mày có nhiều xe tăng, nhiều đại bác, có nhiều quân hùng tướng mạnh, ta phải công nhận rằng cái chốn đời chế độ ngụy quân ngụy quyền của chúng mày mạnh hơn quân giải phóng miền Nam Việt Nam chúng ta nhiều lắm. Chúng mày đi hành quân, chúng mày có máy bay chở quân, có xe chở quân, xe chở xe tăng. Quân chúng mày được huấn luyện một cách bài bản. Chúng mày biết quân giải phóng chúng ta được huấn luyện như thế nào? Chỉ có 3 tháng huấn luyện tân binh bắn khẩu AK bi số 4, xong hành quân ở chiến trường. Mà chúng mày chịu thua một cách nhục nhã. Nhưng đến bây giờ chúng mày không có cái gì trong tay. Chúng mày làm được gì mà tao? Cái thằng Bảo Ngọc mày ngu như cái con chó ấy. Lính Trung Quốc trà trộn vào. Trời ơi. Nói một cách nó ngu ngu hết cho nói ngu ngu, ngu chuyển kiếp luôn. Chúng mày thử xem này. Quân hùng tướng mạnh như thế mà đánh nó không lại. Cái thằng Đào Minh Quân nó còn làm mấy cái câu thơ nó chê bai cái lón tay bèo của quân giải phóng. Chê cái đôi dép dâu. Nó làm, anh siêu biết nó làm cái câu thế nào không? À, đôi dép dâu dẫm nát đời trai trẻ, nón tay bèo, tay bèo. Xe khuất nẻo tương lai. Đúng rồi. Thế mà chúng nó thua những người lính chân trần. Đúng. Đôi dép dâu không có một đôi giày bút đơn sô như của bọn giặc Mỹ. À. Mà nó còn là vẽ cái hình, nó vẽ cái hình bảy thằng Việt Cộng à, leo cành đu đủ không gãy, thế mà rồi còn đánh cho bọn nó chạy vãi cứt. Ta đọc cho chúng mày nghe một cái bài thơ nói về người lính giải phóng quân, chúng mày biết này. Hoan hô anh giải phóng quân, kính chào anh con người đẹp nhất, lịch sử hôn anh chàng trai chân đất, sống hiên ngang bất khuất ở trên đời, như thạch xanh của thế kỷ thứ 20, một cây lá, một cây trông cũng tiến công giặc Mỹ. Không tự ngắm mình, anh chẳng hay đâu, hỡi chàng dũng sĩ. Cả năm châu chân lý đang nhìn theo, bóng anh đi vào vành mũ tay bèo. Cái mũ tay bèo đấy, của anh đó, ôi cái mũ vải mềm, dễ thương như một bàn tay nhỏ, chẳng làm đau một chiếc lá trên cành. Sáng trên đầu như một mảnh trời xanh, mà sống sáo mà tung hoành ngang dọc. Mạnh hơn tất cả đạn bom, làm run sợ cả lầu năm góc. Mày biết không? Một cái nón tay bèo của quân giải phóng. Đấy. Không nỡ nản đau một chiếc lá trên cành, nhưng làm cho cái kẻ thù phải khiếp sợ. Chúng mày thấy không? Người lính chúng ta chỉ có chiếc gậy Trường Sơn, cái nón tay bèo, ba lô con cóc và một cái tâm hồn trong sáng đi giải phóng quê hương. Chỉ thế thôi. Mà chúng ta thắng chúng mày phải đu càng tụt quần, chạy về bên kia nửa vòng trái đất. Đến bây giờ chúng mày quay lại cắn lại quê hương đất nước. Chúng mày hiện nay, chúng mày biết hiện nay giặc Mỹ ở trên đất nước Việt Nam nó nuôi cái chế độ ngụy quân ngụy quyền của chúng mày bao nhiêu năm không? Và tại sao nó phải ngồi vào bàn hội nghị Paris, nó ký hiệp ước hội nghị Paris để rút quân về nước trong danh dự AQ? Có văn minh một tí nhé, đừng để tao phải chửi nhé. Làm gì được, làm gì được nhân dân Việt Nam, chúng mày chỉ sủa ấy như một con chó mà thôi. Tao không muốn nói lặng với chúng mày. Nếu AQ một có cái tâm hồn, một có cái khí phách, thì sau ngày mùng 4 tháng 9 này, nếu chúng mày không lật đổ được cộng sản, mày là thằng gọi là tự thắt cổ đầu tiên đi, cho tao xem cho nào. Cái khí phách anh hùng của chúng ta như thế nào đâu. Thôi không cần là thắt cổ, mà cái đi bằng bốn chân thì sủa gâu gâu cũng được. Đấy.
chúng quay phải biết là người quy cộng hãy đi sản bằng chúng con ta chân đây. Nhé. Chúng mày biết thiếu tá tình báo của chúng ta nhé. Giặc Mỹ chúng mày đã cưa 6 lần cưa chân mà không khuất phục nổi cái ý chí của người cộng sản. Chúng mày thấy không? Có một chiến sĩ nữ mà nhà thơ Tô Hữu đã viết cái bài thơ của người con gái Việt Nam đấy. Đúng không? Em là ai? Cô gái hay làng tiên? Em có tuổi hay không có tuổi? Đôi tóc mai em là mây hay là suối? Thiệt ra em là sắt hay là đồng? Đôi mắt em nhìn hay chớp nửa đêm đâu? Chúng mày tra tấn người ta đến dã man. Nghe. Chúng mày quảng ra được. Nhưng dân 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 miền Nam, quân giải phóng nhân dân miền Nam đưa cô ấy ra Bắc, chữa chạy cho cô ấy. Mày có thấy không? Chúng mày tàn ác không? Chúng mày thử về cái nhà tù Côn Đảo chúng mày anh xem. Anh Đỗ Hạnh chờ một tí nha. Anh Đỗ Hạnh chờ tí. Chúng mày hành hạ những người cộng sản ở nhà tù Côn Đảo như thế nào không? Chúng mày mở mắt ra mà nhìn. Đến cái tên Nhu là tên Chúa Đảo bây giờ vẫn còn sống trên đất Việt đấy. Cũng phải công nhận rằng điều đó. Còn chúng mày nói là chất độc da cam không có gì. Chỉ có không có mà hiện nay Mỹ là đã phải cùng kết hợp với Việt Nam để xử lý chất độc da cam tại sân bay Đà Nẵng, sân bay Cam Ranh, sân bay Biên Hòa. Không có mà Mỹ lại cùng với đảng nhân dân Việt Nam và chính quyền Việt Nam xử lý. Rồi, chào anh Doan, anh chào một tí. Sân bay đây. Được rồi, em chỉ nói một câu nữa thôi để cho anh Hạnh, anh lên mỗi người lên một chút nhé, để cho nó vâng, 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 vâng. Riêng cái thằng A Quy, cái thằng Tân Thái và thằng Ben Đi Trương, mấy cái thằng ấy nhé. Nếu mà 4 tháng 9 này chúng mày không lật đổ được cộng sản đấy, một thằng chúng mày tự treo cổ mà chết đi, một thằng chúng mày đây thì mới thấy rõ tổ chức cái khí phách anh hùng của chúng mày. Chúng mày tuẫn tiết vì cái lời nguyền của chúng mày không trở thành sự thực. Nhá. Yeah. Chào các bạn. Để cho người khác lên. Vâng. Mỗi người lên một chút. Chào anh nhá, gặp anh nhá, gặp anh nhá mùng 2 tháng 9 mùng 4 tháng 9 ở Bờ Hồ nhá. Chắc chắn rồi. Vâng. Hôm nay tôi cũng ở Bờ Hồ lên đây đây. Vâng, xin chào anh. À. Xin chào anh nhá. Rồi, anh đâu rồi? Ô. Anh ấy đâu rồi? Anh Đỗ Hạnh đâu rồi? Anh gửi